về tới một tuổi như cái tuổi con trai đó, thì sau khi đã lo lắng hết mọi điều, sau khi đã xong rồi cái vấn đề cơm gạo, thì chính tôi đã trở về với tôi và tôi đã bắt đầu khỏe vào năm 2001. Cái bức tranh này thì quý vị thấy đó là một cái bức tranh nói về lá chuối và cái trái khế, đó là một cái biểu hiện, đó là một cái hình ảnh mà quê hương Việt Nam của chúng ta. Cái rổ lá chuối làm cho chúng ta nhớ tới quê nhà của chúng ta vô cùng. Thật ra đó thì tôi không có được may mắn để mà đến trường lớp để mà học, nhưng mà tôi học từ trong sách vở, và mỗi ngày như vậy thì tôi luyện bằng những ngón tay vụng về của tôi để tôi vẽ lên những bức tranh. Tôi vẽ thì rất là nhiều thể loại, nhưng mà sơn dầu cũng có, sơn bột cũng có, chì cũng có, và tôi vẽ rất là nhiều cái hình thức. Đây là một cái bức tranh mà tôi rất là vừa ý, và hôm nay tôi có dịp để mà trình bày với lại những người Mỹ về quê hương Việt Nam của chúng ta. Kế đó đây là một cái bức tranh, cái bức tranh này là một bức tranh rất là kỷ niệm. Đây là hai người chị của chồng tôi. Tôi muốn tặng nhà tôi cái bức tranh này, và hình ảnh của hai người chị của chồng tôi đang ở quê nhà và cũng đang làm ruộng rất là cực nhọc như vậy, hiện bây giờ ở tại quê nhà của tôi tại Việt Nam, và quê hương là ở Mỹ Tho. Và đây là một cái hình ở tại Gò Công, trong một cái dịp mà tôi đi đến Gò Công và tôi thấy cái hình ảnh này, tôi đã ghi lại trong cái quả thảo của chúng tôi. Và sau đó thì trong cái trí nhớ, trong cái trí tưởng tượng của tôi, thì tôi vẽ lên cái bức tranh này, nói về cái sự nghĩa là cực nhọc, lao động ở tại quê nhà của chúng ta. Trong nửa đêm như thế này thì phải ngồi ở trên nước để mà bắt những cái con sò và con hến như thế này. Thì đây là một bức tranh mà tôi rất là ưng ý, và tôi muốn trình bày với lại người Mỹ những cái hoạt động, những cái cảnh, những cái đặc biệt của Việt Nam của chúng tôi ngày hôm nay. Xin quý vị mời quý vị ghé mắt nhìn qua. Xin cảm ơn quý vị. Oh!